Thưa quý vị, quý 1 năm 2024, cụm cảng nước sâu Cái Mép Thị Chải tăng trưởng khả quan. Bà Rịa Vũng Tàu hiện là một trong ba địa phương có sản lượng container thông qua cảng cao nhất cả nước. Những tháng đầu năm 2024, khối lượng hàng hóa thông qua cảng bằng tàu biển tại Bà Rịa Vũng Tàu đạt 28,6 triệu tấn, tăng 34% so với cùng kỳ. Trong đó, khối lượng hàng container thông qua cảng bằng tàu biển tăng 44% và khối lượng hàng hóa xuất khẩu tăng 47%. Với nhiều yếu tố dự báo tác động tới ngành cảng biển trong thời gian tới, bao gồm cả sự hồi phục nhu cầu tiêu dùng từ các nước nhập khẩu, doanh thu các doanh nghiệp cảng biển có thể tăng trưởng tốt hơn nhờ giá dịch vụ ổn định và khối lượng hàng hóa thông qua cảng sẽ tăng cao.